tiếp online. Kỹ năng giao tiếp online là một cái loại kỹ năng gì? Các bạn đã nghe cái từ giao tiếp rồi, hoặc là nghệ thuật giao tiếp, kỹ năng giao tiếp mình nghe nhiều rồi. Nhưng mà chúng ta nghe hầu hết những cái kỹ năng giao tiếp đó thì có thể là giao tiếp offline, gặp nhau trực tiếp hay như thế nào đó. Nhưng mà ít ai nghe tới kỹ năng giao tiếp online đúng không nào? Thì ngày hôm nay thầy sẽ mang cái đề tài này ra để chia sẻ với tất cả mọi người luôn nha. Ok, các bạn hãy comment sẵn sàng để chúng ta bắt đầu học một cái nội dung ha, một cái kỹ năng giao tiếp online. Nó rất cần cho tất cả chúng ta. Quay lại về kỹ năng giao tiếp online thì các bạn thân mến, chúng ta làm kinh doanh online phải đúng không? Thì hầu hết các bạn hãy xem lại coi, hầu hết các mối quan hệ của mình bây giờ đó là mối quan hệ online nhiều hơn hay là mối quan hệ offline nhiều hơn? Các bạn kiểm tra lại thử đi, mình quan hệ online nhiều hơn hay là offline nhiều hơn? Điều đó là thứ nhất. Thứ hai á, mình hãy xem thử coi khách hàng của mình bây giờ họ online nhiều hơn hay offline, tức là họ mua online hay mua offline nhiều hơn. Suy nghĩ về cái điều đó đi. Rồi bạn suy nghĩ tiếp nè, đội nhóm của các bạn nè, những người trong hệ thống của các bạn á, để bạn kê xem thử coi những người trong hệ thống của các bạn á, họ online hay offline nhiều hơn. Đó, có phải là những đứa mà hay gặp các bạn là hệ thống các bạn không, có gặp thường xuyên bên ngoài không? Thì chắc chắn là không cần nói cũng biết câu trả lời là đa số chúng ta đang online hóa mọi thứ. Online hóa mọi thứ, mua hàng online, kinh doanh online, bán hàng online, hầu hết mọi thứ đều online. Bây giờ mua đồ ăn cũng online luôn đó, cần đồ ăn vặt cái online mua đúng không nào? Và cái gì hầu hết cũng online hết, chỉ có shipper mới làm offline thôi, còn hầu hết chúng ta là online. Chúng ta ngồi tại nhà, chúng ta có thể trò chuyện với lại hệ thống chúng ta, chúng ta ngồi nhà chúng ta có thể bán hàng, chúng ta ngồi tại nhà chỉ cần có mạng nhà chúng ta có thể giao tiếp online, chúng ta làm mọi thứ online đó. Mình nhìn đi, và sau khi các bạn thấy cái dịch corona đúng không, thì cái việc online nó càng trở thành một cái xu hướng tất yếu của chúng ta trong mọi hoạt động. Offline chỉ một phần rất là nhỏ thôi đúng không? Offline một bộ phận rất là nhỏ thôi, và vì vậy mà chúng ta phải học mọi thứ là giao tiếp online. Giao tiếp online cũng cần phải học nữa, tại vì các bạn gặp rất là nhiều cái lỗi trong quá trình chúng ta giao tiếp với nhau qua online. Giao tiếp online là gì? Giao tiếp qua Facebook nè, giao tiếp qua mạng xã hội nè, Facebook nè, TikTok nè, rồi giao tiếp qua đâu, giao tiếp qua YouTube cũng giao tiếp với nhau, Zalo cũng là giao tiếp với nhau, online hết, online hết mọi người. Như vậy nếu mà chúng ta học để tránh những cái lỗi trong quá trình chúng ta giao tiếp online như thế, học thêm những cái chiến lược làm sao để mình giao tiếp online nó hiệu quả hơn, có phải nó tốt hơn rất là nhiều đúng không nào? Từ xưa, từ xa xưa người ta nói là cái mối quan hệ đúng không, mối quan hệ của bạn tới đâu thì thu nhập của bạn tới đó đúng không? Người Việt Nam thì có một cái câu là nhất là quan hệ, nhì tiền tệ. Như vậy thì xây dựng cái mối quan hệ nó quan trọng lắm. Bây giờ các bạn cứ xem thử coi, một cái người mà thu nhập càng cao là do họ có mối quan hệ càng rộng nha. Quan hệ của những người có thu nhập cao là một mối quan hệ rất là rộng. Còn các bạn ví dụ như bạn xem lại cái mối quan hệ mình cứ vòng vòng bao nhiêu người thôi á thì nó ít quá đó. Số mối quan hệ của bạn nó ít quá hoặc nó mỏng quá thì việc mình thu nhập thấp là nó đương nhiên đúng không? Vậy chúng ta phải làm như thế nào đó để cải thiện cái việc mà xây dựng cái mối quan hệ của mình, giao tiếp online như nào và xây dựng mối quan hệ online như thế nào cho nó tốt nhất, thì thầy cũng sẽ chia sẻ với bạn trong cái nội dung cà phê ngày hôm nay. Ngày hôm qua như các bạn đã biết là thầy tới nhà Liên Minh không? Thì thầy mới giật mình một cái điều vậy nè, đã lâu rồi không gặp Liên Minh luôn. Và trong cái buổi ngày hôm qua là thầy nhìn nhiều gương mặt, thầy nói là trời, đa số những người này toàn là gặp online không, offline chưa gặp luôn. Như vậy thì thầy thấy một điều là hầu hết chúng ta giao tiếp nhau online là chính, offline nó rất là ít luôn, nó hiếm. Rồi một điều nữa, trong cái buổi gặp mà đơn giản như vậy nhưng mà sau đó thì gặp thì thầy xong suốt buổi gặp thì thầy ấn tượng với một đứa mà thầy rất là ấn tượng. Trong số những đứa, tất nhiên là thầy đều có những cái ấn tượng nhất định với những người mà thầy gặp trong một cái buổi gặp gỡ đơn giản như ngày hôm qua thôi, nhưng mà thầy đặc biệt ấn tượng với một cô gái ngày hôm qua. Trong cái buổi gặp ngày hôm qua thầy ấn tượng đặc biệt với một cô gái. Giờ thầy đố các bạn á, thầy ấn tượng với cô gái nào? Bây giờ ai là trả lời đúng đầu tiên thì người đó có tiếp một phần quà.
do nhà tài trợ Minh Tâm ha, Lê Nguyệt Minh Tâm tài trợ các bạn luôn. Bạn comment đúng cái tên người đó vô thì các bạn sẽ có một món quà nha, món quà của Lê Nguyệt Minh Tâm nha. Đó, cái món quà cải thiện quan hệ sự ấn tượng liền á, đúng rồi, ấn tượng đó, nhất với một đứa nào á, comment đúng tên đứa đó đầu tiên sẽ có quà luôn đó. Giờ quà đồ nhiều nên có nhà tài trợ quà nên quà tặng các bạn thoải mái. Nguyễn Thị Thu Trang là Phương Mai Bùi, Nguyễn Duy là Trần Đòn, Dung may mắn thể ấn tượng với một cô gái, My Trần là Phương Mai Bùi, Mai Phượng ai mà được sự ấn tượng chắc là Phương Mai Bùi, Đô Thủy hôm qua có ai nhỉ, Võ Thị Ngọc Phương Mai Bùi à. Rồi, ngày rất là nhiều người đoán đúng. Và cái người đoán đúng đầu tiên đó là bạn Thu Trang. Thấy không, Thu Trang này sao là nó sao nó nhiều khi á không muốn tặng quà luôn cũng phải tặng nữa. Thu Trang đoán đúng rồi, người đoán đúng đầu tiên luôn. Trang nay nó xài cái mạng gì mọi người, nó nhanh dễ sợ luôn. Và người thầy nói thì ấn tượng đầu tiên á, ấn tượng nhiều nhất trong một cái buổi gặp như thế đó là Phương Mai Bùi. À, chính xác là Phương Mai Bùi. Có nhiều người, thầy không phải là thầy không ấn tượng các bạn, nhưng mà cái người cho cái cảm giác mạnh là Phương Mai Bùi. Và thầy sẽ phân tích cho các bạn biết để cho các bạn hiểu được một điều là cái cách xây dựng mối quan hệ nó như thế nào không? Tại sao thầy lại ấn tượng? Các bạn học được cái điều gì ở cái câu chuyện này? Đó. Thứ nhất điều thì ấn tượng là gì? Là Phương Mai Bùi, mọi người biết không? Là mọi người đã nhập tiệc ha, mọi người đã có mặt ở đó à, cũng mà lâu lâu rồi. Thì mọi người đang ăn rồi thì Phương Mai Bùi FPT nha mọi người, đó Trang nó xài FPT, Phương Mai Bùi mới xuất hiện. Và Phương Mai Bùi xuất hiện á cầm theo hai trái bưởi nha. Trên tay là cầm theo hai trái bưởi. Rồi. Trên tay cầm theo hai trái bưởi nha. Và tại sao xuất hiện muộn như vậy lại là cái thể ấn tượng nha. Hồi thầy sẽ chia sẻ tiếp. Sau đó cầm hai trái bưởi nha. Xong vô thì cũng ngồi ăn uống như bình thường nha mọi người. Nhưng mà Phương Mai Bùi á là chọn cái vị trí á là nó đối gần như đối diện với sư phụ. Rồi, và ngồi gần bên cạnh là có chồng Lê Thị Liên Minh nè, rồi bên này thì có Dương Phi Long, Nguyễn Thị Vân Hạnh, rồi Nguyễn Ngôn Thảo nè, nói chung là cái khu đó. Và ngồi cái khu đó thì có Lê Thị Liên Minh nữa nè. Đó, sau đó Phương Mai Bùi còn có cái hành động là gì? Nhậu đó, nhậu. Đó, nhậu. Và cô ấy nhậu nha, là gì? Cầm cái ly bia là mời sư phụ liên tục, mời sư phụ liên tục. Và còn chấp sư phụ là ví dụ như sư phụ uống nửa ly là cô ấy uống một ly, sư phụ uống nửa ly cô ấy uống một ly, thấy ghê chưa? Đó, rồi tiếp theo chưa hết đâu. Đó, tiếp theo ha. Sau hồi nó sư phụ về trước, sư phụ là người về đầu tiên, nha, về trước. Tại vì thật ra là cũng hơi say, nếu mà ngồi đó tí xíu nữa biết là sẽ không có chịu nổi đó. Về trước mà tạm biệt mọi người, sư phụ về trước. Thì Phương Mai Bùi á, trước khi sư phụ về á là mới lấy ra một trái bưởi tặng cho sư phụ không? Trái bưởi to lắm không? Tặng một trái bưởi. Sau đó thì bắt đầu phát biểu nha. Không phải tặng không, phát biểu nha. Phát biểu. Cô ấy nói là em rất là đệ tử rất là vui khi lần đầu tiên gặp sư phụ trong cái chương trình bơm năng lượng. Và tham gia chương trình đó tự nhiên thay đổi luôn. Tự nhiên sau cái chương trình đó là thay đổi cái năng lượng mình lên một cái tầm cao mới luôn. Một cái mức cao hơn rất là nhiều. Đó. Sự ấn tượng hai trái bưởi, Phương Mai Bùi cái gì vậy, không phải. Đó, nó nâng lên một cái tầm cao mới. Và trong cái buổi bơm năng lượng đó thôi, nhưng mà thấy tự nhiên mọi người được lăn xả, được trở lại với tuổi thơ, được bỏ đi cái vỏ bọc của mình, được lột xác đó trong buổi vậy đó. Thì đệ tử rất là ấn tượng và nhờ đó mà đệ tử có một sự thay đổi và theo sư phụ từ đó luôn. Đó, ấn tượng không? Sau đó chia sẻ cho đó tất cả mọi người đó. Rồi, cái điều tiếp theo cô ấy sau khi chia sẻ, cô ấy đòi chụp hình với sư phụ ha. Bay vô chụp hình, nhờ mọi người chụp rất là kỹ, chụp rất kỹ và chụp nhiều tấm. Chụp đứng bình thường vậy không chịu bắt ôm. Chụp hình làm nhiều kiểu lắm. Rồi sau đó nữa ôm sư phụ ha. Từ lúc đứng lên phát biểu cho tới lúc sư phụ về là ôm chắc là 4 lần nha. 4 cái và 4 tư thế khác nhau luôn. Từ lúc quay đứng lên phát biểu tới khi sư phụ về được là ôm sư phụ tới 4 cái lần. Và ghi nhớ luôn 4 cái luôn. Thì đó là những cái điều mà sư phụ về rồi vẫn là nhớ nhất trong đầu là con Phương Mai Bùi. Tại sao? Bất kể nó như thế nào nhưng mà cái lần tiếp xúc đó nó làm cho sư phụ có một ấn tượng gì? Ấn tượng mạnh.
và là một ấn tượng đẹp. À, hiểu không nào? Vậy các bạn thấy qua một cái buổi nói chuyện, một cái buổi gặp gỡ vậy thôi, nhưng mà cái người biết tạo ấn tượng tốt, một cái người biết tạo ấn tượng thì nó khác với những người khác. Có thể sau về chúng ta sẽ không nhớ một ai đó, một thành viên nào đó, nhưng mà Phương Mai Bùi thì chắc chắn Phương phải nhớ rồi, tại nó tạo ấn tượng mạnh như thế. Và phân tích kỹ hơn những cái hành động đây nha các bạn, phân tích kỹ hơn cái hành động đây. Hồi xưa là thầy có quan sát mà mẹ vợ của thầy, bà mẹ vợ của thầy có một cái mà dạy con của mình, đó là đi tới nhà ai luôn luôn mang quà theo. Hôm qua bà ông xỉn đó, Phương Mai Bùi thật ra là nó xỉn đó không, nhưng mà nó cố gắng không, cầm cự thôi, tới ngày hôm nay đâu ngóc đầu nổi đâu, không đó, cố gắng cầm cự chơi tới cùng thôi đó. Vì muốn nhậu với sư phụ nên cố gắng cầm cự chơi tới cùng, chứ thật ra cũng đâu phải là khỏe mạnh gì đâu đó. Điều đầu tiên là cái việc mà đi tới đâu. Hồi xưa tới sư phụ học và từ bà mẹ vợ của thầy á, người sư phụ á, là mang đi đâu mang theo quà, tới nhà ai đó thường thường mang quà, thật ra là cái gì đó nhỏ nhỏ thôi, có cái này có kia chút đỉnh thôi, nhưng mà những ông bà già xưa á, dạy con về giao tiếp á, thì đi đâu trên tay có quà đó, thì Phương Mai Bùi làm điều đó. Có thể là do được học ba mẹ mang từ dưới quê lên 2 trái bưởi. Cái điều thứ hai đó là gì, người ta nói là có nhiều chơi nhiều, thầy hay nói là có nhiều chơi nhiều chứ không phải người ta lộn có nhiều chơi nhiều. Mặc dù là biết là trễ, từ dưới quê lên kẹt xe nha, từ dưới quê từ Đồng Tháp lên kẹt xe kẹt đồ, biết tới nhà Minh sẽ rất là trễ, nhưng mà biết có sư phụ nha là cũng cố gắng, không trễ cũng phải tới, không các bạn ơi, cái hay là cái gì, trễ cũng phải tới đó, dù có trễ cũng cố gắng có mặt nha, cố gắng có mặt, đó là cái điều hay, đó cái điều nhiệt tình của ấy thể hiện cái điều đó. Hôm qua đệ tử có mang dưa hấu măng cụt đó, Nguyễn Thị Phương Hạnh đúng rồi, có mang sữa bắp rồi đó, sư phụ có thấy đó đây, qua sư phụ tới mang thùng bia chứ bộ, không mang thùng bia xong tự mình xỉn luôn, đó mình tự hại mình luôn đó, nhà bà sư phụ vẫn non đúng rồi đó, thì tới đâu thì có quà. Cái chuyện là tới cùng, cái chuyện đi tới cùng, đi đâu giả sử mình bận cũng cố gắng phải có mặt đó, chứ không phải có bỏ cuộc, không phải là hứa xong không tới thì Phương Mai Bùi cũng tới mặc dù trễ đó. Đây cái ấn tượng tiếp theo đó là cái chọn vị trí để ngồi nó quan trọng. Nhiều bạn nha, thí dụ như thấy sư phụ hoặc là các bạn đi đâu đó bạn thấy một người đó bạn sợ, bạn không dám ngồi gần, bạn không bao giờ dám ngồi gần. Ngay cả trong cộng đồng đệ tử của thượng có nhiều đứa không dám ngồi gần sư phụ đâu. Ví dụ như là Phương Mai Bùi thì nó ngồi gần đó, nhưng mà ví dụ như các bạn thì sẽ thấy cái kiểu như là con Hạ Uyên đi đâu nó cũng sẽ ngồi gần. Con Uyên là nó hay biết chọn chỗ, nó hay ngồi rất gần, ngồi gần sư phụ, ít nhất là để nói chuyện, ít nhất là để cụm ly, ít nhất là để uống, ít nhất là để nói chuyện tương tác đó, thì ngồi gần cái vị trí nó quan trọng mà. Còn bạn sợ thì bạn cứ ngồi xa, ngồi thiệt là xa đâu á. Mà thầy thấy có nguyên một nhóm ngồi nhau, một nhóm trong cái bàn tiệc đó thì có nguyên một nhóm ngồi nhau nói chuyện nha thôi, không bao giờ dám quay, không bao giờ nói chuyện với bên cánh bên này, không có nói chuyện với sư phụ, không nói chuyện với Liên Minh, không nói chuyện với lại chồng Liên Minh, không nói chuyện với nguyên cái cánh cốt vàng đó, không nói chuyện luôn, ngồi xa ra. Không biết tại sao mấy bạn lại sợ các bạn. Các bạn ngồi nguyên một cái nhóm riêng thì các bạn sẽ thấy cái kiểu vậy đó. Chúng ta cũng từng như thế, mà thầy cũng từng như thế. Các bạn tin tới đâu bạn thiếu sự tự tin không? Bạn hay túm tụ lại một cái nhóm nhỏ và bạn chỉ nói chuyện với nhau thôi. Bạn không dám ngồi gần những người khác, bạn không dám nói chuyện với tất cả, không dám nói chuyện tất cả mọi người. Bạn gom vô cái nhóm mà những người gọi là không đủ tự tin thì sẽ ngồi với nhau, những người không tự tin thì ngồi chung nhóm với nhau. Thế đây, đó là cái điều tiếp theo. Một cái nữa là trước khi sư phụ về thì cô ấy đứng lên, đứng lên để nói chuyện. Cái chỗ mà đứng lên nói chuyện đứng lên nói chuyện thì cái điều này nhiều người không làm được. Ví dụ như thầy hay nói là cái miệng mình nó sinh ra để ăn đó, Phương Mai Bùi xuất hiện rồi nè. Cái miệng mình sinh ra hai tác dụng chính là để ăn. Chào Phương Mai Bùi nha, đang nói xấu nha. Cái miệng mình sinh ra là để ăn và để nói, không ăn nó chỉ làm cho mình mập tồn tại thôi, còn nói làm cho mình giàu có nha. Cái miệng mình nó có hai công dụng chính là ăn và nói, đúng không? Cho nên người ta phải là học ăn học nói. Ăn làm chỉ nuôi sống cơ thể, làm cho mình mập lên thôi, để nuôi sống, để tồn tại. Nhưng mà nói á, nó làm cho mình gì, giàu có lên.
nó làm cho mình giàu có hơn là nhờ khả năng nói, làm cho mình giàu có hơn, làm cho mình xây dựng được những mối hệ tốt hơn để mình có thể giao tiếp mọi người hơn đó, nhiều hơn, đó là nhờ khả năng nói. Và trong nguyên cái đó, trong nguyên một cái buổi đó thì Phương Mai Bùi chính là người nói nhiều nhất, mà nói rất là cụ thể, rất là rõ ràng, rất là thông điệp, tức là đứng lên chia sẻ cảm xúc của mình, nói vài lời sụ thôi trước tất cả mọi người. Thì cô ấy đã dám nói trong khi mọi hôm qua ôm sụ về ngủ ngon đó chứ không phải xỉn, phải không? Đứng lên nói thì Phương Mai Bùi đã dám nói, còn có bao nhiêu người dám? Thật ra các bạn có nghĩ thôi nhưng mà không dám nói, thầy biết không? Thầy biết một điều, các bạn có nghĩ đó, các bạn cũng suy nghĩ trong bụng là cái này kia, nhưng nói thì không ai nói, hầu hết là không có nói gì nhiều hết, bạn không dám nói một điều gì đó thì bạn lại không nói. Đó là cái mà các bạn phải rút kinh nghiệm, phải học mình nâng lên cái tầm là dám nói, không, điều muốn nói. Lớp Vũ Khí Ngôn Từ có cái câu là phải dám nói điều muốn nói, được chưa? Rồi lúc đó có bia rồi á sư phụ, nhờ bia nên nó mạnh dạng ha, nói gì nhiều khi về con không nhớ đâu, nhưng mà nhờ bia đó nói mạnh lắm. Rồi nhưng mà qua cái câu chuyện của Phương Mai Bùi thì sư phụ muốn chia sẻ là cho các bạn các bài học và ha, đó thì bạn có thể nhớ lại những bài học đó thì chia sẻ. Và quay qua cái chuyện là giao tiếp online, các bạn giao tiếp online thì thầy mấy cho các bạn thấy cái điểm chung giữa offline và online, nó có những cái điểm chung. Những cái điểm chung là cái gì, những cái điểm chung là gì để các bạn suy nghĩ nha. Đầu tiên thầy phải chia sẻ nha bạn những cái lỗi đầu tiên khi mà chúng ta giao tiếp online, các bạn phải tránh. Cái lỗi đầu tiên khi chúng ta giao tiếp online á là chúng ta chọn cái chế độ im lặng. Online chúng ta hay bị chọn cái chế độ im lặng lắm. Cái lỗi đầu tiên là chúng ta chọn chế độ im lặng, bật chế độ im lặng. Có nghĩa là dù như trong group á, người ta chat đầm ầm mình coi mình không nói gì hết trơn á, mình không thả tim, mình không nói gì, không thả icon, không nói gì luôn, thì bạn đang chọn chế độ im lặng. Hoặc là các bạn đang xem livestream nè, rất là nhiều người đang chọn chế độ im lặng, chỉ ngồi nghe thôi, chỉ ngồi nghe. Cái này là cái đó là cái dở chứ không phải cái hay. Hồi xưa thầy nghĩ như vậy là hay đó, tại thầy cũng xem livestream mà thầy cũng không nói gì hết, nhưng mà sau này thầy cái đó là cái dở. Và cái người thiệt thòi đầu tiên á là chính là cái người đó đó, cái người im lặng là người thiệt thòi. Giao tiếp online mà im lặng nó càng thiệt thòi đầu tiên nữa, thiệt thòi dữ nữa, dữ hồn nữa. Giống như con Mai là người đâu có chọn chế độ im lặng đâu, đúng không, trong cái buổi giao tiếp offline, nhưng mà là người lên cất lên tiếng nói đây, kiểu như vậy. Rồi hoặc là các bạn này, đây là Nguyễn Tuyết Du Kỳ đang là vị trí top 1, thì các bạn thấy là cô ấy là người gì có số lượng comment nhiều nhất, tức là bạn ấy không chọn im lặng, bạn chọn nói chuyện chứ không có chọn im lặng, nên đừng có chọn chế độ im lặng. Vì vậy giả sử như các bạn trong cái nhóm nào đó, bạn sẽ rất khó chịu khi thấy cái avatar của ai nổi lên đã xem nhưng mà không trả lời, đúng không nào? Các bạn thấy không, đã xem nhưng mà không trả lời là điều khó chịu lắm, không, rất là khó chịu. Rồi cái điều thứ hai các bạn nè, là các bạn nhắn nửa chừng. Các bạn nhắn, cái lỗi thứ hai là bạn nhắn tin nửa chừng á, bạn nhắn cho ai đó là alo có đó không, cái là im luôn, người ta không trả lời cái mình cũng im luôn. Thì cái lỗi này mình gặp nhiều nha. Ví dụ như hello heo, cái là nó không trả lời gì hết, tại vì nó đang bận hay đang đi ị gì đó, nó không trả lời, thì thế là bạn không nói gì được nữa. Là đây là cái kiểu là nhắn tin nửa chừng á, thì đừng có nhắn nửa chừng như thế. Ví dụ mà nhắn cho ai á mà hello một cái người ta không trả lời thì ok, cứ nói luôn, cứ nói luôn là chị này kia nọ, hoặc là mình có gì đó mình cứ trình bày hết, nói hết ra là ok hơn. Đừng nhắn nửa chừng như thế nha, đừng nhắn nửa chừng. Cái người mà nhận những cái tin nửa chừng như thế, nhất là thầy sẽ rất khó chịu, thầy không thích nha, thầy không thích ai nhắn tin nửa chừng đó. Cái điều thứ ba các bạn á là cái điều thứ ba các bạn hay sai nữa là bán hàng. Các bạn bán hàng, các bạn giao tiếp online mà bạn bị cái này bán hàng, gọi là bán hàng, bán khách hàng lạnh á, hoặc là vội bán hàng quá. Cái số 3 là bán khách hàng lạnh. Khách hàng lạnh là những cái mối quan hệ các bạn, bạn mới lần đầu mình nói chuyện cái mình bán luôn, mình gửi sản phẩm, mình spam sản phẩm mình vô đó rồi mình giới thiệu sản phẩm luôn rồi đó. Đó thì trong cộng đồng này cũng gặp nữa. Sáng đệ tử live audio mà đệ tử gì muốn nói gì trình bày một lèo luôn, rồi trình bày cho nó hết luôn, đừng có nhắn nửa chừng. Rồi bán cho khách hàng lạnh, hay nói cách khác là những người vội bán quá. Mình phải xây dựng mối quan hệ trước, bán hàng sau. Chưa xây dựng được mối quan hệ, mới lần đầu nói chuyện thôi,
mới lần đầu nói chuyện thôi là chúng ta đã bán rồi thì này nó dở nha, phải khéo léo ở chỗ này nè. Giao xây dựng mối quan hệ online nó cần như thế, bằng phải khéo léo, tránh những cái lỗi này cho thầy đó, tránh lỗi này cho thầy nha. Bạn học các bạn học là chiến lược ba con chim thì các bạn biết rồi đó. Bạn đang bán cho con chim lạnh là các bạn giết chết ngay cái mối quan hệ đó nha. Bán cho con chim lạnh là các bạn giết chết luôn cái mối quan hệ đó luôn nha, đừng bán như thế. Rồi cái điều số 4 á, là cái lỗi số 4 mà thầy thấy các bạn hay mắc phải là các bạn xưng hô chung chung á. Xưng hô chung chung, cái cách xưng hô bạn chung chung, ví dụ như là comment, ai đó comment lên các bạn vô là cảm ơn bạn. Cái chữ bạn ở đây nó không có thân thiện đâu. Cái chữ bạn đây là chung chung, tên gọi là âm thanh gì, âm thanh mà người khác thích nghe nhất, đúng không? Đắc nhân tâm nói vậy rồi. Cho nên mình comment, mình trả lời ai đó thì mình nên lấy cái tên của họ mình trả lời kèm vô. Ví dụ như cảm ơn Lệ Hằng nhé, rồi cảm ơn bé heo nha. Rồi bạn mà cảm ơn mình vô mình cảm ơn là cảm ơn bạn nha, thay vì cảm ơn bé heo. Cảm ơn bạn với lại cảm ơn bé heo thì theo các bạn cái cảm ơn nào nghe hay hơn, cái nào sẽ gây được cái thiện cảm tốt cho người khác hơn, đúng không, cho bé heo hơn. Cảm ơn bé bưởi nhé, đó thì nó gì, nó sẽ tốt hơn là bạn mà xưng hô chung chung là cảm ơn bạn nha, cảm ơn bạn đã tương tác nha, chung chung vậy, tránh cái nói chuyện chung chung. Ngay cả các bạn chat á, các bạn chat nè, bạn ơi có rảnh không tư vấn mình, thì nó sẽ không bằng là chào chị Hạnh, chị có rảnh không tư vấn em, chào Nguyễn Tiên Vương Hạnh, chào Hạnh, Hạnh ơi, Hạnh là có vàng, Hạnh tư vấn cho mình được không. Dùng cái từ cái tên người ta vậy luôn á, nó hay hơn. Rồi rồi ví dụ như Sù gọi điện nha, Sù gọi điện nha, gọi điện cho Lê Thị Liên Minh hả, Minh ơi, Minh Sù nói này nè, đó lúc nào cũng Minh, một tiếng Minh, hai tiếng Minh đó, hoặc là đệ tử, nhưng mà cái chữ Minh là cái từ mình phải nói. Bé Di hả, Di alo, chó ơi chó, Sù nói chuyện với chó tí nha, đó cái tên người ta. Và đặc biệt cái mẹo ở đây á, giả sử mình một người có một cái tên riêng, một người là có tên tên riêng, ví dụ tên heo là tên riêng, nickname Hạnh là một, heo là hai, ví dụ có nhiều người sẽ kêu là Hạnh, có nhiều người kêu heo, thì á kêu cái nên gọi cái tên nào, các bạn nên gọi tên nào, thì thông thường để thân thiết là người ta sẽ nên gọi cái tên gì, cái tên, cái nickname hơn, cái nickname hơn, nó là cái sự gần gũi hơn. Chung các bạn gọi là bé heo thì sẽ gần gũi hơn là gọi Hạnh, 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 nó sẽ không gần gũi bằng, hiểu không? Mình cái nickname đó, gọi cái nickname người ta sẽ thích hơn đó. Đúng rồi, gọi tên sư phụ gọi sao tên em biết sai tên em, tại cái tên mình dễ sai quá, tên nó lạ quá, không cố gắng đừng gọi sai, gọi sai phải xin lỗi nha, đó xin lỗi ai sư phụ gọi tên ai bị sai thì mấy các bạn thông cảm nha. Sư phụ nói thiệt luôn, số lượng học viên đệ tử nhiều lắm cho nên nó có những cái tên các bạn ít xuất hiện quá, một phần lỗi cũng do các bạn ít xuất hiện quá nè. Tố Thư đó, mà hồi đó sư phụ có đứa em tên Tố Như, học chung một đứa Tố Như và có thêm một đứa Tố Như là học trò luôn đó, toàn là Tố Như mà tự nhiên xuất hiện bé Tố Thư, tên Tố Thư nó đặc biệt nên là rất dễ bị lộn nha, Tố Thư nha. Sư phụ xin lỗi nha, không, cố gắng đừng có gọi tên sai, gọi tên đúng và mình gọi tên riêng, những cái tên nickname của người ta sẽ rất là thích. Bé heo dù là bé Thảo đi, chào Thảo, chào bé Bưởi thì bé Bưởi sẽ thích hơn, ví dụ là inbox vô chào bé Bưởi nha. Rồi ví dụ Dương Thị Nhung thì đừng gọi Dương Thị Nhung vô, nhắn tin vô chào phụ mỏ năng lượng nha, là Nhung nó biết liền người quen đó, biết liền người quen đó, người quen mới gọi được những cái tên đó, hoặc là có tìm hiểu mới gọi được cái tên riêng đó, hiểu không đó, kiểu như thế. Rồi cái điều tiếp theo, điều số mấy rồi, cái điều tiếp theo là cái lỗi nữa là các bạn gì, các bạn bị một cái bệnh đó là lười đọc, các bạn bị một cái bệnh là lười, lười đọc, người ta viết một cái status không có đọc, vô comment cái rất quớt không có tâm. Rồi có nhiều người đã lười đọc còn vô comment nó dài quá không đọc đó, comment vậy chi thà đừng comment, hiểu không, lười đọc, chịu khó. Mình muốn xây dựng mối quan hệ thì mình phải bỏ ra, hiểu không, mình phải bỏ ra cái điều gì đó, mình phải gì, bỏ thời gian ra để đọc, đọc những cái bài viết người ta, đọc chia sẻ người ta, đặc biệt những bài viết dài càng nên đọc. Bạn đọc cái bài viết dài của một ai đó bạn sẽ hiểu họ rất là nhiều, tại bài viết dài họ mới nói hết được, họ có kể là dù cái bài viết dài họ kể về quá trình,
giống như Hiệp đúng không? Hiệp mới vừa post một cái bài dài dài đó, thì các bạn đọc hết cái bài đó thì bạn sẽ hiểu được cô ấy hơn, hiểu được cái quá trình kinh doanh online đó. Bác Nguyễn Mỹ Hiệp nè, đó Nguyễn Mỹ Hiệp có phải ngày hôm nay post một cái bài không, bài rất là dài không, mà cái bài kể về quá trình mà kinh doanh online, bắt đầu cái việc kinh doanh online như thế nào đúng không, đó bắt đầu kinh doanh showroom như thế nào, thì bạn vô đọc đi thì các bạn sẽ thấy là mình dành thời gian mình đọc cái bài dài như thế đó, nó giúp cho mình hiểu mọi người hơn. À, đọc bài viết dài mới hiểu hết, đúng rồi nha. Đó, bệnh lười đọc, bạn phải cải thiện cái vụ này, lười đọc nha, phải chịu khó đọc hơn. Các bạn bạn không đọc sách nổi thì ít nhất bạn phải đọc Facebook được. Bạn đọc sách không có nổi đi nữa, mình phải đọc được Facebook. Tại sao mình phải đọc được Facebook? Tại vì Facebook nó là ngắn rồi, và Facebook là những con người rõ ràng. Mình đọc bài của ai là mình đã tìm hiểu người đó, và mình tìm hiểu đó mình nói một cái là vô liền, mình comment một cái là nó hay liền. À dù có đọc bài quá trình điện tử cũng có chứ, mấy đứa mà nổi bật lên đi dù sẽ đọc hết nha. Và những cái bài dài dù càng thích đọc nữa, đọc bài dài, ví dụ như bé chó Nguyễn Dư Dư Hạnh viết, thường viết những bài dài anh chịu khó đọc. Đọc sách không được, ít nhất phải đọc được Facebook ha. À, mới thấy 1k4 comment lên gì đó, à, rất là nhanh. Đệ tử cũng thường dành thời gian đọc bài dài của mọi người. Đọc bài viết dài mới hiểu được người khác, comment nên đọc bài viết trước, phải cải thiện lười đọc đó, đúng không? Chịu khó đọc bài người khác tí nha, dành thời gian đọc bài khác. À, rồi ok đó. Rồi tiếp theo Sụ sẽ, đó là những cái lỗi thông thường, còn nhiều cái lỗi khác lắm, nhưng mà điểm sơ những cái lỗi thường gặp nhất thôi. Bây giờ thầy Sụ sẽ chia sẻ cho các bạn, không, thầy sẽ chia sẻ cho bạn những cái bí quyết để chúng ta xây dựng mối quan hệ online nó tốt hơn. Ngoài việc tránh những cái lỗi đó thì chúng ta phải tiếp tục ha, học cái cách xây dựng mối quan hệ online như thế nào cho nó hiệu quả, đúng không nào? Rồi ok, mình sẽ tiếp tục. Cái chủ đề này thật ra nói mấy ngày nó cũng không hết nữa, nhưng mà ngày hôm nay thì thầy nói những cái quan trọng ha, những cái quan trọng nhất để chia sẻ với mọi người thôi. À, bằng những kinh nghiệm, đặc biệt đến kinh nghiệm xây dựng mối quan hệ online của Sụ, thì Sụ sẽ chia sẻ cho mọi người ha. Thầy sẽ chia sẻ mọi người những cái kinh nghiệm đó. Cái đầu tiên mà mình để xây dựng được mối quan hệ online tốt á là mình phải đặt cái câu hỏi này nè. Khi muốn kết giao với mọi người, kết giao hay là bất kỳ ai, thì mình suy nghĩ một điều nè. À, tôi làm gì để giúp được cho họ? Muốn kết giao với ai thì tôi là có thể làm gì để giúp cho người khác? Tôi có thể là làm gì để giúp cho cô ta? Hoặc là tôi có giá trị về gì với người khác? Thì cái việc mà mình nghĩ là mình giúp được gì cho người khác là cái câu hỏi mình đặt ra khi mình xây dựng mối quan hệ với người khác. À, xây dựng mối quan hệ nó cần cái đó đó. Đầu tiên ví dụ nha, các bạn nghĩ là các bạn là đệ tử Bộ Thuận thì các bạn có ích gì đối với sư phụ không? Có không? Có chứ, các bạn là có ích chứ, các bạn đều có ích hết, các bạn đều là có giá trị với thầy hết. Vì người ta nói không thầy đúng mà dạy ai, không có các bạn thì sư phụ dạy ai? Thì các bạn cũng là người mà sư phụ phải phục vụ, các bạn cũng như khách hàng của sư phụ ấy, cũng giống như khách hàng của thầy thôi. Cho nên mỗi người trong các bạn đều là những người có ích đối với, đều là những người có giá trị đối với thầy, đúng không nào? Phải nói rõ ràng cho nó công bằng, nói rất là thoải mái chuyện đó. Đó, trên nhiêu đó thôi là cũng giá trị rồi. Một người hoàn toàn xa lạ thì tôi không biết, thầy không biết điều đó. Nhưng mà các bạn, đó, mình xem là mình có giá trị vì gì với người khác, với mối quan hệ của mình. Cho nên giả sử các bạn nhắn tin cho thầy, thầy cũng trả lời chứ. Đó, tại đó là mối quan hệ của thầy mà, các bạn cũng là trong mối quan hệ của thầy. Và chúng ta đều là những người trong một cái vòng mối quan hệ với nhau. Điều nhất. Và cái việc này nó gọi là định vị. Không? Cái việc này nó gọi là định vị mọi người. Không? Cái việc này nó gọi là định vị. Mà nghe rõ không? Cái việc này nó gọi là định vị. Nó gọi là định vị. Nha, định vị, định vị. Định vị là chúng ta xác định mình là ai và mình có giá trị vị với người xung quanh. Ví dụ như các bạn bán hàng thì định vị các bạn là một người kinh doanh online đó. Thì cái người kinh doanh online có giá trị vị với người xung quanh không? Có. Giá trị thứ nhất là giá trị liên quan trực tiếp với sản phẩm. Tức là mình bán cái sản phẩm gì thì chính cái sản phẩm đó là cái giá trị mang lại cho mọi người đó, là cái định vị của mình. Cái định vị thứ hai mà các bạn sẽ có được khi mà bạn kinh doanh online là gì? Là cái việc là cái người có thể dẫn dắt người khác đồng hành với mình để cùng kinh doanh và kiếm tiền.
đúng không? Là cái người mà tạo ra cái cơ hội kinh doanh cho người khác, đó là cái định vị của mình luôn á, định vị. Và khi tiếp xúc với ai, mình xác định là đó là giá trị của mình, mình có thể cho cái người mà mình tiếp xúc, cho cái người mà mình xây dựng cái mối quan hệ đó. Điều thứ hai là vậy. Rồi cái định vị tiếp là cái người kinh doanh online cũng là cái người gì, có thể chia sẻ những kinh nghiệm, kinh nghiệm bán hàng, kinh nghiệm kinh doanh của mình, kinh nghiệm khởi nghiệp của mình, thì đó cũng là một trong những cái giá trị nằm trong định vị của mình luôn. Như vậy giá trị của bạn sơ sơ là bạn có ba cái, chưa tôi nói tới những cái khác, ba cái chính của một người kinh doanh online. Thứ nhất là sản phẩm, thứ hai là cơ hội kinh doanh, thứ ba là chia sẻ những giá trị, kiến thức, kinh nghiệm cho người khác. Ba cái giá trị quan trọng nhất của người kinh doanh online đó, đó ba cái giá trị đó. Rồi cái số hai là kiểu như nè đó. Các bạn xem nha, bên đây là hai cây viết đúng không, hai cây viết nha, cây viết nha. Bây giờ có bao giờ á mà thầy lấy cái nắp cây viết đen mà thầy đậy vô cái viết đỏ này nó vừa không mọi người nè? Có gì bị sai nè, đi lấy cái nắp cây viết đen để đậy vô cái viết đỏ nha. Rồi lấy cái nắp cây viết đỏ đậy vô cái cây viết đen thì việc này á bạn là bị sai. Sai chỗ này là sai cái gì bạn? Sai phân khúc đó, phải đậy cho đúng, đậy cho đúng lại đó. Cái nào nó phải ra cái đó, đỏ là đỏ, đen là đen. Rồi cái này là định vị, cái này là phân khúc, hai cái ráp với nhau và nó tạo thành mối quan hệ. Thị trường nó sẽ nói theo cái cách gì nè, định vị, phân khúc, ráp lại là nó thành thị trường, đúng không? Và đây là cái ngôn ngữ kinh tế học nha. Đây, định vị với phân khúc, hai cái ráp lại nhau thành thị trường đó. Và nói về mối quan hệ thì nó giống như vậy luôn. Đầu tiên là bạn định vị bạn là ai, và bạn phải tìm cái thứ mà phù hợp với bạn á. Ráp lại nè, bạn phải tìm người phù hợp, nhóm người phù hợp, những con người phù hợp để mình xây dựng mối quan hệ thì ráp lại mới được. Như vậy thứ nhất á là bạn phải là cái nắp, sau đó bạn đi tìm cái viết phù hợp ráp lại với nhau. Và cái viết này nó gọi là phân khúc nha, phân khúc thị trường. Rồi nói theo cái ngôn ngữ khác, bạn là cái này cái nắp nha, bạn tìm cái người phải phù hợp mình mới ráp lại mới hợp. Hay nói cách khác á, cái việc xây dựng mối quan hệ của mình á, mình phải tìm kiếm đối tượng phù hợp, chứ không phải là mình xây dựng đi đâu cũng xây dựng mối quan hệ, đi đâu cũng quan hệ. Cái kiểu quan hệ như vậy gọi là quan hệ bừa bãi. Và quan hệ bừa bãi vậy mình dành thời gian cho những quan hệ bừa bãi gì đâu có tốt, đúng nào, đúng không? Càng về sau các bạn cần mối quan hệ chất lượng nè, mối quan hệ đúng, mối quan hệ sâu, chứ không phải mối quan hệ bừa bãi. Còn ngôn ngữ kinh tế nó gọi là mối quan hệ tiềm năng. Phải tiềm năng à, cho nên hai thứ này nó phải hợp ráp nhau. Ngôn ngữ khác là ngôn ngữ khác nữa, một ngôn ngữ của luật hấp dẫn, nó gọi là chuẩn này xuống, nó gọi là cùng tần số. Cùng tần số, ví dụ ráp lại nó phải cùng, nó mới hợp. Hai cái này lệch nhau là nó khác tần số. Lấy cái nắp viết ráp vô cái viết khác, lấy nắp cái viết đen mà ráp vô cái viết đỏ, nó không cùng tần số, đâu có dính được đâu. Mình xây dựng mối quan hệ đó nó khó bền lắm, mình cố nó cũng không có nổi nữa, mất nhiều thời gian cũng không được gì hết nha. Cho nên có sự chọn lọc mà, có sự chọn lọc. Rồi ví dụ nha, giải thích nó dễ hơn tí xíu cho mọi người nắm được nè. Ví dụ nha, các bạn đang kinh doanh online đúng không, thì các bạn phải biết là cái mối quan hệ nào quan trọng, mình tìm cái phân khúc nào. Thứ nhất là thầy nói nha, các bà mẹ bỉm sữa đúng không, bà mẹ bỉm sữa. Tại sao bà mẹ bỉm sữa lại quan trọng, lại là cái phân khúc của các bạn? Đây nè, bà mẹ bỉm sữa nè, tại vì bà mẹ bỉm sữa là ở nhà đúng không, ở nhà không có thể ra ngoài được, phải chăm sóc con, nên họ rất là bí bách, họ rất muốn bán hàng, họ muốn rất muốn kiếm tiền tại nhà, không phải xin vô công ty nào hết, ở nhà vẫn có thể kiếm tiền được. Như vậy bạn thấy ai là bà mẹ bỉm sữa thì đây là phân khúc của các bạn. Đó là cái người thứ nhất. Cái người thứ hai cũng là phân khúc của các bạn luôn nè, bạn đang kinh doanh nha. Đó là những người mà họ đang kinh doanh offline á, mà gặp corona này nè, cái họ bị gì phá sản hoặc là họ khó khăn, thì những người này họ cũng khuynh hướng thôi tìm một cái việc gì đó khác để kinh doanh, cái gì mà nó online đó, thì đây cũng là cái phân khúc mà nên kết nối đó, kết nối vô đây được chưa. Rồi cái dấu hiệu khác,
cái phân khúc nữa. Bạn vô những cái group chat, không phải những cái group cộng đồng á, có những cái group là nó có cái tên là khởi nghiệp kinh doanh nè, những cái group là tâm sự bà mẹ bỉm sữa nè, group bán hàng online nè, group chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, group livestream, chung group vô livestream đi. Đó thì những người kinh doanh bán hàng họ mới học về livestream nhiều. Thì đây là cái phân khúc của các bạn, mình vô những cái nhóm đó. Mình vô những cái nhóm này nè, đúng không? Đây là cái đối tượng phân khúc của các bạn. Rồi. Và còn nhiều cái khác nữa. Hoặc là có những cái group đơn giản là phụ nữ thôi. Phụ nữ thôi là cũng là đối tượng mục tiêu đó. Đa số phụ nữ bán hàng. Rồi, quay lại nè. Như vậy thì thứ nhất là chọn định vị, thứ hai là phân khúc. Hai này ráp nhau một cái hình thành mối quan hệ. Nhưng cái số 3 là quan trọng nhất. Cái số 3 là quan trọng nhất. Hãy nhớ nghe câu nói này thôi là bạn hiểu số 3. Mọi mối quan hệ đều bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện và được nuôi dưỡng bởi những cuộc trò chuyện. Mọi mối quan hệ được bắt đầu bởi những cuộc trò chuyện, bởi một cuộc trò chuyện và nuôi dưỡng bởi những cuộc trò chuyện. Cho nên ai càng nhiều chuyện càng dễ dàng xây dựng mối quan hệ hơn. Không, hay các bạn ghi xuống cái câu, hay các bạn phải ghi xuống cái câu rất quen thuộc luôn. Trò chuyện chính là thức ăn nuôi dưỡng mối quan hệ. Trò chuyện chính là thức ăn để nuôi dưỡng mối quan hệ. Như vậy bạn quay lại vẫn là vấn đề trò chuyện mà. Xây dựng mối quan hệ là trò chuyện, nuôi dưỡng mối quan hệ vẫn là trò chuyện. Nói chung nhiều chuyện lên nó sẽ tốt hơn. Tất nhiên có nhiều cái khác lắm, nhưng mà cái này là cái quan trọng nhất. Và để trò chuyện như vậy thì các bạn học kỹ năng trò chuyện nè. Thứ nhất, làm sao để có thể trò chuyện nhiều hơn với một người nè. Làm sao để mở đầu một cuộc trò chuyện nè. Online hết nha mọi người, đang nói online. Làm sao để mình một lúc mình có thể trò chuyện với nhiều người. Ví dụ như các bạn, bây giờ thầy đang ngồi là đang trò chuyện với một người đó. Trò chuyện chính là thức ăn đó, đúng rồi Ngọc Anh nè. Mọi mối quan hệ bồi dưỡng mối quan hệ, bỏ thì Ngọc mối quan hệ là bắt đầu chính xác nè. Nguyễn Duy nè, đúng rồi, cảm ơn Nguyễn Duy nè. Đó, anh Trương Văn Hoàng đó. Trò chuyện chính là thức ăn nuôi dưỡng mối quan hệ. Như vậy thì các bạn online, ví dụ như giống như thầy đang ngồi đây là trò chuyện với các bạn. Như vậy để một lúc mà thầy có thể trò chuyện với khoảng 50-60 con người giống như bây giờ á, thì các bạn làm được không? Bạn sẽ làm được bằng cách là bạn học livestream. Và bạn thường xuyên livestream hơn để trò chuyện được với nhiều người hơn. Tại trò chuyện nó cần, thứ nhất mình chú ý vào cái thời gian mình trò chuyện nè. Thứ hai là quy mô trò chuyện nè. Thứ nhất là thời gian, thứ hai là quy mô bằng trò chuyện. Đó, hai cái chỉ số đầu tiên quan trọng nhất của trò chuyện là thời gian và quy mô. Quy mô bạn trò chuyện với một người nó khác mình trò chuyện cùng lúc với 50 người. 50 người nó khác mình trò chuyện cùng lúc với 1.000 người, đúng không? Đó, trò chuyện nhiều hơn là như vậy. Ngoài ra thời gian gần đây là ví dụ như là team của bé heo thì có một cái chương trình, cái phong trào 14 ngày trò chuyện với nhau đó. 14 ngày trò chuyện với nhau là mọi người phải inbox với nhau đó để nói chuyện. Và đặc biệt phải nói chuyện với một người hoàn toàn mới, một người mình chưa từng trò chuyện với nhau á, thì các bạn bắt đầu trò chuyện với nhau, phải không? Và ai không trò chuyện là phạt luôn, mỗi ngày ít nhất một người, ví dụ vậy. Thì team của Nguyễn Thị Phương Hạnh đang làm rất là tốt cái chương trình này đó. Thì em đang suy nghĩ là có nên mua cái bản quyền này và triển khai cho toàn bộ đệ tử Bưu Thuận hay không, hoặc là trong core team đó. Cái việc trò chuyện nó cần 14 ngày biên nghiên, đúng không? Cho các bạn trò chuyện, các bạn biên nghiên với nhau nhiều hơn đó. Định đó, liên hệ với bay heo đó, liên hệ mua bản quyền để triển khai cho toàn bộ cộng đồng đệ tử Bưu Thuận, để các bạn có cơ hội để có dịp để trò chuyện với nhau. Phải có một cái chương trình thì các bạn mới trò chuyện với nhau nhiều hơn, còn không thì các bạn sẽ rất là ít khi trò chuyện với nhau nữa nè. Rồi đó, trò chuyện với nhau. Và để trò chuyện có nhiều cái, ví dụ bây giờ các bạn có nhớ 10 ái ngữ không? Đó, trong khi các bạn lại lên Facebook, bạn lướt Facebook của mọi người nha, bản quyền 50 tỷ, lên Facebook mọi người, mình thấy mọi người post status mà mình không biết nói gì hết trơn, thì ít nhất các bạn phải học được cái 10 cái ái ngữ. 10 ái ngữ mà thầy dạy các bạn trong lớp vũ khí ngôn từ á, thì thầy dạy hết 10 ái ngữ đó, và nắm trong tay 10 cái ái ngữ đó thôi là bước ra một cái
là tha hồ nói chuyện rồi, tha hồ comment rồi. 10 án ngữ là có thể comment rất là nhiều trong đó rồi. Vô status của ai vẫn có thể comment được bằng cái án ngữ bạn, án ngữ. Bạn biết về án ngữ ít lắm. Thật ra bạn biết làm sao biết đủ 10 cái. Thì bạn vô đó bạn học lớp vũ khí ngôn từ, học cho thuộc cho thầy. Và thầy nghĩ ở đây cũng có nhiều người học rồi. Bạn nhớ là vận dụng nó lâu lâu ôm bài 10 cái án ngữ lại cho đủ. À, chứ không phải là bạn nghĩ là chỉ có vô đó cảm ơn này kia nọ hoặc là chúc mừng là hết án ngữ, 10 cái nó nhiều. Học đầy đủ cái đó thì bạn sẽ giao tiếp online nó ngọt hơn, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, hiểu không nào? Rồi ok, có lẽ là chương trình ngày hôm nay thì mình tạm thời dừng lại ở đây không. Nội dung của mình là nói về cái giao tiếp online nó nhiều lắm, xây dựng mối quan hệ online nó nhiều lắm, nhưng mà thời lượng không còn nhiều nữa thôi, mình sẽ phải dừng lại đây rồi ha. Bữa khác thì thầy có thể sẽ tiếp tục cái